Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trong toàn quốc. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 25 tháng 11 quý vị nhé. Thì ngày mai là diễn ra khai mạc triển lãm của Linh Bình. Thì quý vị chiêm ngưỡng một lần nữa cái sân triển lãm Linh Bình để quý vị thấy được là triển lãm Linh Bình đợt này quy mô như thế nào và quy tụ những tác phẩm quý gì về với triển lãm Linh Bình quý vị nhé. Thì kính thưa quý vị, là trước mắt quý vị là cái tác phẩm Gương Thần, một cây rất là đặc biệt quý vị nhé. Cây này thì hôm trước Bonsai Đức Huy cũng đã ghi hình sơ sơ cho quý vị rồi. Đây là tác phẩm rất là đặc biệt, cái nét tạo hình không có cây nào mà có cái nét tạo hình như này. Đây là cây của anh Minh Dưỡng. 6 người nặng lắm Thắng ơi. Đây là cây của anh Minh Dưỡng quý vị nha. Không bê được. Bốn ông không. Chậu đá nặng. Qua 4 giờ bê đấy. Thôi rồi, mai... Hôm nay mưa nặng mà. Tí nữa người vào. Rồi. Người hai gặp thì nâng. Thôi ba người. Không phải lên được. 4 người nâng được. 4 người em nâng được, 6 người thì không cho bán. Đã quý vị nhìn ngắm sân triển lãm Linh Bình để quý vị thấy được là triển lãm Linh Bình quy tụ nhiều tác phẩm quý như này. Triển lãm Linh Bình lần này thì không quy tụ, không có nhiều những cái cây sao số. Thế nhưng mà những cây đặc trưng của Linh Bình, những cây xanh Phúc Am, rồi những cây xanh bám đá và rất nhiều những cái cây xanh quý mà mọi người chưa từng mang đi triển lãm. Cái lần đầu tiên có mặt ở sân chơi triển lãm cũng rất ấn tượng quý vị. Thì kính thưa quý vị, là những cái nét nghệ thuật, những cái nét tiềm ẩn của nhiều tác phẩm thì nếu được trình diện, nếu được đi triển lãm thì cũng rất ấn tượng. Nhưng nhiều tác phẩm quý vị ạ không hay đi triển lãm. Chứ nhiều cái tác phẩm xuất hiện cái là gây sốt ngay quý vị ạ. Đây, quý vị nhìn những cây xanh Giáng Long đẹp như này mà quý vị này. Đây là cái tác phẩm nhỏ thôi nhưng mà rất già và quý nhé quý vị nhé. Và tác phẩm này Bonsai Đức Huy cũng rất ấn tượng này. Đây là một cây rất đẹp này. Cây của anh Tiến quý vị nhé. Cây của anh Tiến Thanh Hóa. Một cây rất đẹp. Cây này vừa đặt chân trong triển lãm là Bonsai Đức Huy đã ấn tượng rồi. Ấn tượng bởi những cái nét nghệ thuật của tác phẩm.
những cái đường tay của tác phẩm rất là nghệ thuật quý vị nhé. Thế còn nhiều lắm. Lần này quy tụ hơn 1000 tác phẩm quý cơ quý vị ạ. Thì bao giờ Đức Huy có thời gian dần dần sẽ chia sẻ hết cho quý vị. Vì cái công tác chuẩn bị của chuẩn bị cho ngày khai mạc nên là cái chia sẻ cho quý vị cái không khí. Còn khi các tác phẩm đi vào ổn định rồi thì Bonsai Đức Huy sẽ có thời gian, dành thời gian để chia sẻ cho quý vị cặn kẽ quý vị nhé. Đây là cái tác phẩm xanh cổ này, một cây xanh quê. Quê rất già quý vị này, bóng tàn rất là đẹp, mạch lạc thưa thoáng. Tác phẩm có cái nước da sáng màu đồng, toàn thân một màu đồng hết rồi, quý vị có thể nhìn thấy một cái màu vàng chóe hết rồi. Dăm cành này quý vị này, dăm hướng thiên hết rồi. Bởi vì mỗi một tác phẩm là một cái nét nghệ thuật riêng. Và mỗi tác phẩm đều là những cái tâm huyết của chủ nhân gửi vào tác phẩm. Trước mắt quý vị là một cây cây xanh hai thân, một cây xanh song thụ. Sự là triển lãm lần này thì cái lượng cây quá nhiều và cái chất lượng cây sàn sàn nhau. Bonsai Đức Huy phải nhắc lại một lần nữa là cái chất lượng cây. Chất lượng cây rất là cao quý vị nhé. Ngoài những cây xanh Phúc Am ra, những cây xanh Bám Đá ra, còn rất nhiều cái tác phẩm quý nữa. Cái chất lượng cây sàn sàn nhau. Chính vì vậy tác phẩm nào cũng muốn chia sẻ cho quý vị. Quý vị ơi, một cây xanh quê này quý vị này. Một cây xanh quê dáng làng, thành vách của tác phẩm. Nhìn bề thế quá. Và dăm lá nhá, lá rất đẹp quý vị ạ. Lá của cái dòng xanh này rất đẹp. Lá dày, lá phẳng.
không quăn mép. Nhìn lá tươi, một cái cây sân quê có cái chất lá răm dày và chất lá rất đẹp. Thời tiết hai hôm nay có những cái cơn mưa nhỏ quý vị ạ. Xuân đến sớm quý vị ạ. Thời tiết mưa như này thì cũng không ảnh hưởng đến quý vị tham quan. Thì bác Sai Đức Huy cũng thay mặt cho ban tổ chức kính mong quý vị sắp xếp thời gian. Ngày mai là ngày khai mạc của triển lãm Ninh Bình. Thế và triển lãm Ninh Bình thì sẽ tổ chức kéo dài 14 ngày. Từ ngày 26 đến ngày mùng 10 tháng 12 mới bế mạc quý vị nhé. Thì thời gian rất là dài, nên là rất là thuận tiện cho quý vị sắp xếp thời gian để đến tham quan. Quý vị nhìn từ trên cao xuống để nhìn rõ triển lãm Ninh Bình quý vị nhé. Cái góc quay này thì cũng bác Sai Đức Huy cũng đã chia sẻ cho quý vị rồi. Nhưng muốn quý vị nhìn lại một lần nữa, bởi vì cái góc máy này rất đẹp quý vị ạ. Dưới sân là trên dưới 1000 sắc tác phẩm quý vị nhé. Thì quý vị thấy được là số lượng cây nhiều như nào về với triển lãm Ninh Bình. Quý vị chiêm ngưỡng những cây xanh cổ quý vị này. Bộ ba cây xanh cổ quý vị nhé. Và tác phẩm Danh Gia Vọng Tộc của chú Thành Vàng. Và chú Thành Vàng thì trưởng ban tổ chức quý vị nhé. Một tác phẩm chuối rất đẹp của chú. Sa Đức Huy xin phép quý vị là sẽ dành thời gian chia sẻ cặn kẽ sau quý vị nhé. Thì quý vị hãy thông cảm với quan Sa Đức Huy. Sa Đức Huy chia sẻ lướt cho quý vị ngắm quý vị nhé.
sẽ dành thời gian chia sẻ cặn kẽ cho quý vị. Một tác phẩm ruối quý quý vị nhé. Một cây ruối quý tại triển lãm Ninh Bình. Đây là tác phẩm ngắm trực tiếp thì rất là mê quý vị ạ. Thì chia sẻ thì Bác Sai Đức Huy cũng cố gắng chia sẻ cho quý vị để quý vị cảm nhận được tác phẩm rõ nhất. Nhưng cũng không thể ngắm bằng trực tiếp quý vị ạ. Ngắm trực tiếp cây này đẹp lắm. Những tác phẩm sáng ngày 25 vẫn đang chuyển xuống quý vị này. Ban tổ chức vẫn còn nhận cây nữa quý vị nhé. Vẫn nhận cây đến khi nào khai mạc thì thôi quý vị ạ. Kính thưa quý vị, Bác Sai Đức Huy vừa chia sẻ cho quý vị một cái thước phim. Bác Sai Đức Huy cũng không thể đi được toàn thể triển lãm. Nhưng mà qua vài cái góc máy thì quý vị cũng cảm nhận được về triển lãm Ninh Bình quý vị nhé. Triển lãm Ninh Bình ngày 25 tháng 11 quý vị ạ. Bác Sai Đức Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Bác Sai Đức Huy xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.